Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mỗi ngày một bài toán lớp 6 Và chúng ta đang ở ngày thứ 203 trong chuyên đề về dãy các phân số viết theo quy luật à ngày hôm nay mình cũng vẫn sẽ tặng cho các bạn một câu châm ngôn Đó chính là câu nói chăm chỉ là mẹ của may mắn của Benjamin Franklin Ờ... Đúng rồi đúng không các bạn Bình thường chúng ta hay nói là thất bại Là mẹ của thành công Nhưng mà thực tế thì chăm chỉ mới là mẹ của may mắn Bởi vì chỉ cần chăm chỉ thôi Thì đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ thành công Và cái điều thành công đấy thì mình vẫn hay nói Đó chính là may mắn Được chưa nào Thế thì ở bài ngày thứ 203 của chúng ta sẽ là một bài tập liên quan đến Tích của 98 số đầu tiên Trong cái dãy 1 1 phần 3 1 1 phần 8 bla bla gì đó Thế thì để ra Bài tập này thì cũng không khó khó đâu các bạn ạ Theo mình là như vậy Đầu tiên là Chúng ta sẽ thử đổi tất cả Các hỗn số này Thành dưới dạng phân số trước Là 1 1 phần 3 Thì bằng 4 phần 3 Sau đó là 9 phần 8 sau đó là 16/15. Sau đó là 25/24. Sau đó là 36/35. Sau đó là bao nhiêu nữa thì mình cũng không biết. <laughs> mình thử tìm quy luật đã nhá. Thế thì uh, mình cùng đoán xem quy luật ở dãy này là gì. Dễ thấy là trên tử ấy à uh, 4 này. 9, 16, 25, 36 thì đều là các số chính phương. Như vậy mình đều có thể viết được dưới dạng là 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình, 6 bình. Thế còn 3. 3 thì mình tách thành tích đi. 1 x 3 này. 4 là... a à 8 thì 2 x 4. 15 thì 3 x 5. 24 là... Uh, 3 x 8. 3 x 8 không được nhỉ? Thế có gối đầu luôn đi. 3 x 5 thì sẽ là 6 x 4. 4 x 6. Đúng không? Có vẻ là Quy luật nó sẽ hơi rõ ràng rồi Được rồi Thế thì uh, mình sẽ viết quy luật nhé 2 mũ 2 Trên cho 1 x 3 Còn cậu bên cạnh sẽ là 3 mũ 2 Trên cho 2 x 4 Tiếp theo nữa là 4 mũ 2 Trên cho 3 x 5 Tiếp theo là 5 mũ 2 trên cho 4 x 6 Cậu cuối cùng thế là 6 mũ 2 Trên cho 5 x 7 thêm chấm chấm Ok chưa Thế bây giờ là Các bạn có đoán được 98 số đầu tiên Là số nào không Thì Quy luật dễ rồi đúng không các bạn Ví dụ này Mình dùng cái chỉ số đầu tiên này đây là 2, 3, 4, 5, 6 Thì như vậy số thứ 98 của chúng ta Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ tìm được số 98 Số thứ 98 sẽ có dạng Là uhm, Các bạn đoán được chưa? Sẽ là 99 bình đúng không? Trên cho 98 x 100 biết các bạn nhìn ra quy luật không? 5, 6, 7 này, thấy chưa Rồi, như vậy ta cần tính cái tích nào Ta cần tính Ta cần Tính Tích Tích nào đây um, Thay hết dấu chấm phẩy bằng dấu nhân đúng không các bạn Đó, thay hết dấu chấm phẩy bằng dấu nhân Đây, nhân này đây nhân này, đây nhân này, đây nhân. Thế thì để rút gọn được cái biểu thức này, thì các bạn thử đề xuất cho mình một ý tưởng thế nào? Mình gọi đây là dãy a đi, nha. Dãy này dãy a đi. Các bạn thử đề xuất một ý tưởng xem. Uhm, mình sẽ tách thành hai dãy đúng không? Mình sẽ tách thành hai dãy. Thế thì dãy thứ nhất này. Là 2 phần 1, 3 phần 2 Có nghĩa là mình Mình tách cái thằng này thành 2 x 2 nhá uhm, Có cần viết lại không Thôi nhá À thôi cứ viết lại đi Viết lại cho các bạn dễ hiểu Bởi vì nhiều bạn cũng không phải là Hiểu hết Đây thành 3 x 3 Đây thành 4 x 4 5 x 5 6 x 6 còn đây là 99 nhân 99 ok thế thì mình sẽ tách thành hai dãy mình chia đôi nhà. cậu này ra không phải chia đôi mà mình mình sẽ tách cậu này ra thành hai phần này tách, tách ra tách ra tách ra tách ra tách ra cũng tách ra như vậy là mình sẽ tất cả các cái 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 thừa số bên phải thì mình nhóm vào một cặp các thừa số bên trái mình nhóm vào một cặp nhá thì mình sẽ được một cái biểu thức tương đối là đẹp này. A bằng này 2 phần 1 nhân 3 phần 2 Nhân 4 phần 5 Nhân 5 phần 4 Nhân, à chết rồi, nhân 4 phần 5 Hình như mình viết sai uh, 3 phần 2, 4 phần 3 Nhân 5 phần 4 Nhân 6 phần 5 Đúng không? chấm 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 nhân đến 99 phần 98 mình cho cậu này vào trong ngoặc cậu kia một cậu nữa ở trong ngoặc nốt <laughs> Ok còn cậu tiếp theo là 2 phần 3 nhân 3 phần 4 nhân 4 phần 5 nhân 5 phần 6 nhân chấm 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 nhân với cái 99 phần 100 Ok A à, bằng thì bây giờ mình sẽ rút gọn thôi các bạn Đến đây thì các bạn sẽ thấy là Sẽ triệt tiêu hết này 2 với 2, 3 với 3 4 với 4, 5 với 5 6 với 6, 9 8 Như vậy là chỉ còn 1, 1 Còn cậu này thì gọn ngược lại Đó, thấy chưa Như vậy còn 2 phần 100 Chúng ta sẽ được là 99 phần 1 Nhân với cả 2 phần 100 Bằng um, 99 phần 50 Đúng không 99 phần 50 Ok, như vậy là mình đã giải quyết xong bài tập này. Không quá khó đúng không các bạn? Uhm, chia thành hai bước, bước thứ nhất là tìm ra quy luật, tìm số hạng thứ 98, bước số 2 này là tìm tích. Khi tìm tích thì mình sẽ ghép cặp và lựa chọn cho hợp lý thôi. Đúng không? Đạch đi thì nó lại eh, hơi xấu đúng không? Ok thì bài hôm nay của mình đã xong, tuy nhiên thì mình cũng muốn khai thác thêm một số câu. Ví dụ như ở đây cô M này các bạn này. Đấy, cô M Um, cũng rất nhiều đấy Masio Masio ồ oh, ba bài ba bài có lẽ là mình sẽ hướng dẫn một chút bởi vì cũng còn tương đối nhiều thời gian đúng không câu này thì các bạn sẽ thấy rằng là tử là ba tám mười lăm hai mẫu thì lại là số chính phương như vậy là trên tử thì mình sẽ tách thành là một x ba trên chục hai x hai đi nhân với à, mình hơi biết hơi nghiêng nhỉ 2 x 4 trên cho 3 x 3 nhân với cả 3 x 5 trên 4 x 4 nhân với cả 4 x 6 trên cho 4 x 6 24 là 5 x 5 Ui, chấm 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 đi các bạn nhé 63 là 7 x 9 trên cho 8 x 8 được chưa sau đó các bạn sẽ rút gọn rồi Ở đây mình không tách nữa mình thì mình rút gọn luôn này mình giữ gọn là 2 với 2 ở đây đúng không? Đúng rồi 2 nhân 4 Ừ Ờ Có lẽ là mình vẫn phải, phải tách ra nhìn cho nó dễ các bạn Đây, tách đôi rồi Tách đôi Tách đôi Tách đôi Tách đôi ô xiên xẹo quá nhỉ Ừ 2 x 2 này 4 2 x 4 Ồ rồi, tiếp theo nữa là 3 với 3 này. 4 với 4 này. 5 với 5 và 7 với 7. Như vậy là còn thừa lại mỗi cậu... Cậu, cậu, cậu nào nhỉ? Cậu 1 phần 8 này thôi đúng không? 1 phần 8. Còn cậu đằng sau. Cậu đằng sau thì là uh, 3 với 3 này. 4 với 4 này. 5 với 5 này. Uh, 6 với 6 này và 8 như vậy là còn 9 phần 2 đúng không kết quả thì mình sẽ được là 9 phần uh, 16 có lẽ là vậy được chưa Rồi, cô B cô này thì làm thế nào các bạn ừ, quy luật thì rất là rõ ràng rồi nhưng mình có lẽ mình cũng cứ dùng phép trừ đi thôi đúng không như vậy kết quả ra là trừ 9 phần 10 nhân với cả trừ 10 phần 11 nhân với chấm 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 nhân với là trừ 99 phần 100 có lẽ là nó sẽ rút gọn nối tiếp đấy các bạn ạ 10 11 thì 12 thì sẽ là trừ 11 phần 12 đúng chưa sau đó thì mình sẽ rút gọn thôi 10 này 10 11 11 12 12 như vậy là chỉ còn mỗi 9 và 100 thôi nhưng tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nữa các bạn ạ Đố các bạn biết, biết, biết vấn đề là gì Vấn đề là Có bao nhiêu số âm Đó Thì từ 10 đến 100 Thì có bao nhiêu số hạng ừ, Có 91 số đúng không 100 trừ 10 cộng 1 mà Thì là 91 số 91 số âm Thì như vậy kết quả bằng âm 9 là 100 đấy Đúng chưa Ok Tiếp tục Đến câu x này Giải dạ, như thế nào? Cậu x thì cũng cho mình cũng không quá khó bởi vì là mình cũng quy đồng lên nhá. Thì 2 mũ 2 là 4, 4 1 là 3 nhá. Là 3 trên cho 2 mũ 2. Nhân với 8 trên cho 3 mũ 2. Nhân 16 là 15 trên 3 mũ 2. Đúng không? Nhân chấm 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 nhân với cả 100 1 là 99. Đúng không? Trên cho 10 mũ 2. Thế quy luật là gì các bạn? Mình sẽ tách ra thành là 3 trên 1 nhân 3 trên cho 2 nhân 2 nhân với là 2 nhân 4 trên cho 3 nhân 3 nhân với 3 nhân 5 trên cho mình viết lộn cái gì rồi đây phải là 4 đúng không? Trên cho 4 nhân 4 thì sẽ là 1 2 3 2, 3, 4, 3, 4, 5, chấm, chấm, chấm thì ở đây sẽ là uh, 9, 9, 9 x 11, trên cho 10 x 10 đúng không? Sau đó các bạn rút gọn đi thì nó sẽ ra kết quả tương đối đẹp. Rồi, đến với cậu Y. Cậu Y thì theo mình các bạn cứ vẫn tính ra thôi. Chúng ta về nhà chúng ta suy nghĩ một tí thì có lẽ là nó vẫn sẽ ra đấy. 7 phần 9 cộng 1 thì bằng 16 phần 9 thì cũng vậy thôi Đây này, cái này ra 16 phần 9 đây các bạn Cậu này thì ra là 27 phần 20 Cậu này ra là 40 phần 33 Đó, tiếp tục cái quy luật thôi nhá Không biết nó có ra không Hy vọng là nó ra Hy vọng là các bạn cũng nhìn ra được quy luật Nhá, gợi ý như vậy Đối với hai câu tiếp theo thì thôi nhá các bạn nhá Rồi À, về phần bài 2 với bài 3 thì có lẽ là cho chúng ta về nhà suy nghĩ thêm một ít sau đó thì ngày hôm sau nếu còn thời gian thì mình sẽ chữa cho các bạn bài này nhá bài tập của chúng ta suy nghĩ thì nó hơi lạ lạ thì chứng minh rằng a không phải là số tự nhiên được chưa nào ok thì ngày hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn nốt nhá xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo nhớ like share và subscribe mình bye bye